Alo alo, chào buổi sáng mọi người và chào buổi sáng 2021. Mình là Huy Quách đến từ Rolex. Và trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ một số cái mẹo nhỏ thôi, nó rất là cơ bản trong cuộc sống và trong cái bộ môn patin này. Thì hy vọng các cái mẹo này nó sẽ hữu ích cho các bạn mới chơi. Đầu tiên là gói giày tiện lợi. Thì ở cái gói giày này á, thì mình sử dụng là gọi là kinh niên luôn. Bỏ giày trong ba lô hay là xách đi không có ba lô đó, cho lên xe máy hay là xe hơi cho nó gọn thì mình đều làm như vậy. Mấu chốt của này là hai cái khóa giữa nè. Bây giờ mình sẽ tháo ra và làm cho các bạn xem nha. Rồi, đôi này là đôi Velox sử dụng bánh 125, đẹp không? Yeah. Thì nó có hai chiếc như vậy, mình sẽ gập lại như vậy, cho cái khóa vào, khóa giữa nha các bạn. Đối với khóa bấm thì mình cứ cho vào, còn khóa dán thì nó cũng tương tự thôi. Rồi xoay mặt qua, rồi cái này cũng vậy luôn, cho dây khóa vào, rồi siết cho nó chặt xíu, đừng có chặt quá nha. Thì đối với cái cách gói giày này nè, khi mà các bạn chở đi bằng xe máy á, nó rất là dễ, nó không có bị rơi rớt, có để đằng sau yên nè, ngồi lên cũng được luôn. Ây da, đó ngồi lên vậy luôn đó. Để, thì xe mình có cái chỗ để này nè, mình sẽ để đây. Một cái tiện lợi nữa đối với các bạn mà xài cái ba lô to như mình á, thì mình gói lại mình đựng được hai đôi giày luôn. Đây nè, rất là gọn. Nếu mà các bạn không có gắn như vậy đó thì rất là khó mà để nhét vào cái ba lô như thế này. Đôi này là cái đôi Ice Skate Ranger mới nha các bạn, hàng của Việt Nam. Rồi cái mẹo thứ hai, khi mà các bạn chơi mà các bạn mới chơi đó, đi hai cái chân bè ra vậy nè, hoặc là thắng nhiều quá nó làm mòn cái cạnh ở trong bánh này nè, thì nó để kinh tế hơn thì mình sẽ lật cái mặt bánh này lại, để khi mà sử dụng đó thì cái diện tích tiếp xúc của cái bánh này nó còn nhiều nè, bên này nó còn nhiều nè, nó sẽ giúp cho các bạn trượt tốt hơn. Rồi khi nào mà nó mòn hết á thì các bạn sẽ thay bánh mới. Rồi bây giờ mình sẽ làm luôn cho các bạn xem nha. Các bạn sẽ lấy cái lục giác số mấy đó, số 4 hay số 5 gì đó. Đây mình thử, số 4 đúng rồi. Rồi thay ra, tháo ốc ra nha. Rồi bây giờ bánh lúc nãy là như vậy đúng không? Bây giờ mình sẽ lật nó lại như vậy. Ok. Rồi gắn ốc lại thôi. Đó thì bây giờ cái diện tích tiếp xúc của cái bánh này nó rất là nhiều rồi nè, nó không có còn bị mỏng bị nhỏ như hồi nãy nữa. Thì khi các bạn trượt ở trong, ở phía trong đó, thì chừng các bạn sẽ bớt bè ra, bớt bị nghiêng luôn. Rồi đối với cái bánh còn lại cũng như vậy luôn. Rồi tiếp tục chiếc này cũng như vậy luôn, cũng lật lại. Đó lật lại nha. Rồi ở đây mình làm mẫu hai bánh trước cho các bạn xem thôi, để các bạn so sánh. Chơi nó sẽ bớt bị nghiêng qua. Bây giờ các bạn có bị nghiêng nữa thì nó sẽ đều cái bánh lại nè. Rồi từ từ nó mà nhọn quá thì thay luôn cho mình. Mẹo thứ ba là hạn chế mùi hôi sau khi chơi. Thì thường sau khi chơi đó, giày các bạn cái phần liner nó sẽ bị thấm mồ hôi, nó ướt rất nhiều. Và nếu mà các bạn không biết cái cách mà giữ đó, nó sẽ bị hôi giày. Đó thì nếu mà vào ban ngày với cái loại giày mà liner rời như vậy á,
thì các bạn sẽ tháo cái liner này ra. Trước khi tháo liner thì nhớ tháo cái khóa này ra nha các bạn. Đó, các bạn sẽ tháo cái phần liner này ra phơi riêng. Còn cái phần thân giày là mình không, tuyệt đối không có phơi ngoài nắng nhiều nha các bạn. Đó, mình sẽ phơi, mình sẽ tháo ra vậy cho nó thoáng khí. Đó, nếu mà trời ban ngày. Còn cái phần này, sở dĩ mà mình nói không có phơi ngoài nắng đó, thì tại vì là nhựa mà, thì các bạn để ngoài nắng lâu nó sẽ bị giòn và nó dễ gãy cái khóa này nè. Và nếu mà các bạn ít chơi mà để ngoài nắng nữa thì nó càng dễ gãy cái khóa này hơn. Còn đối với mà cái liner mà liền giày như cái đôi vlog này của mình đó, thì đâu có tháo liner ra được đâu. Sẽ xử lý bằng cách là lấy giấy báo ha. Giấy báo hoặc ở đây là mình có cái loại giấy mà nó hút ẩm rất là cao. Nhưng mà thường giấy báo đó nó sẽ hút ẩm rất là cao. Các bạn sẽ nhét vào giày sau khi chơi ha, để qua một đêm. Rồi ngày hôm sau mình sẽ lấy ra. Lúc đó là nó hút hết, nếu mà nó hút hết rồi thì mình lấy ra. Nếu như mà nó đã lỡ mà có mùi rồi đó, đó thì mình sẽ dùng cái chà túi lọc này nè. Đây nè, cái chà túi lọc này. Nó có tác dụng khử mùi nha các bạn. Thì cái cách này mình đọc ở trên internet, và mình có một số anh em mà bán giày, giày thường thôi, chỉ cho mình. Đó thì mình sẽ cho vào đây. Nếu mà một túi không đủ thì cho hai túi vào. Rồi mình sẽ để qua đêm. Để qua đêm mà không đủ thì để qua hai đêm, ba đêm vậy đó. Đó thì cái túi trà này nó sẽ có tác dụng khử mùi. Rồi có một cái cách nữa thì mình thấy các bạn dùng cái trà bình thường, trà khô đó. Đó, các bạn sẽ nhét cái trà này. Ở đây mình ví dụ cái túi trà này thôi nha. Đó, các bạn sẽ cho trà khô vào, nhét đầy vào cái vớ này nè. Đó, thì cái trà đó nó thơm hơn. Sau đó mình nhét vào đây. Đó, để qua đêm, qua hai đêm gì đó cho nó ám cái mùi trà vào. Nó sẽ thơm cái mùi trà đó. Đó thì trà nó có tác dụng là khử mùi nha các bạn, chứ không phải là cho cái thơm cái mùi trà đâu. Rồi để lâu nó sẽ ám cái mùi trà vào, nó sẽ thơm cái mùi trà ha. Rồi một cái tiếp theo nữa là khi mà giày bị rộng đó, thì thực ra là cái giày này mình mượn ở bên sân trượt Basio chứ không phải giày của mình đâu. Thì các bạn sẽ mang cho mình hai chiếc vớ nha, mỗi bên hai chiếc vớ, hoặc là mang vớ giày vào. Đó thì nó sẽ giúp cho giày bớt rộng. Đó, cách thứ hai nữa đó là các bạn sẽ mua cho mình cái miếng lót giày như này nè. Đó, rồi nhét vào. Thì cái miếng lót giày này các bạn có thể mua ngoài tiệm giày, hoặc là tháo từ giày thể thao của các bạn ra, miễn là nó cùng size với lại cái giày này nè. Đó thì cho vào thôi. Đối với liner rồi, nếu mà khó thì các bạn tháo liner ra, cho cái này vào. Đó thì nó sẽ độn lên cái phần ở dưới bàn chân cho các bạn, thì nó sẽ giảm cái độ rộng của đôi giày đi. Đó, mình sẽ chọn cho mình một cái đôi tất, nó phải dài hơn cái cổ giày này nha các bạn. Nếu như mà nó ngắn quá đó thì ở trong đây nè, da của chúng ta nó sẽ cọ sát với lại cái giày nè, nó làm chày giày các bạn, nó làm nổi bong bóng lên rồi sưng tấy các kiểu luôn. Thì bây giờ các bạn phải chọn một đôi vớ bằng ở đây ha, hoặc là dài hơn. Khi mà các bạn không có khóa cổ giày ha, hoặc là đối với các bạn mà để giày lâu ngày mà để ngoài chỗ nắng không biết bảo quản, nó sẽ dễ bị gãy cái dây khóa ở đây. Thì đối với cái này đó, thì cái cách xử lý tốt nhất là mình thay một cái khóa mới. Nhưng mà khi mà các bạn đang ở sân trượt thì rất khó mà có một cái khóa sư cua hay là có một cái tiệm nào đó để các bạn mua. Đó thì các bạn sẽ sử dụng cái cách là tháo cái dây giày này ra rồi cột lên cái khóa cổ lại. Thì ở đây mình hơi làm biếng, ở trong cái ba lô mình nó có sẵn dây rồi ha. Mỗi khi đi chơi là mình sẽ mang theo sư cua mấy cái dây giày như vậy nè. Đó thì khi mà cái khóa cổ nó bị gãy đó, thì các bạn có thể cột bằng nhiều cách ha. Cột nhiều vòng vào ha. Cột sao cho chặt cái khóa lại. Thì mình sẽ gấp làm hai nè, cột lại. Đó, cột sao cho, khi
khi bình thường các bạn khóa cái cổ sau thì mình cột nó chặt như vậy luôn ha. Đó, thì đối với dây này nó rất là dễ gỡ nên mình sẽ thắt rút luôn. Đó. Rồi, tiếp theo. Chiếc này cũng bị luôn nè các bạn ơi. Đó. Chiếc này nó cũng bị gãy khóa cổ luôn, mình cũng dùng một sợi dây để cột lại. Đó, các bạn sẽ cột ở cái phần mà cái khóa cổ ha, phần trên này nè, phần mà bị gãy đó, để giữ cái cổ chân của mình lại. Rồi bây giờ mình sẽ trượt bình thường cho các bạn xem ha, để xem coi là cái phương pháp này nó có giúp được gì cho cái tình trạng mà bị gãy khóa cổ không. Đó. Bình thường các bạn đứng lên rất là bình thường luôn. Ok, trượt. Đó, thì cái này là mình đang không có khóa cổ mà mình dùng cái dây dày để buộc lại nha các bạn. Đó thì nó rất là chắc. Cuối cùng là cái mà ốc quá cứng làm cho bị tuôn cái đầu ốc ở trên này nè, hoặc là cong cái tuôn. Đó thì ở đây mình sẽ nói về nguyên nhân trước. Thì cái nguyên nhân chủ yếu đó là cho các bạn dặn chưa đủ lực nha các bạn. Rồi cái thứ ba là các bạn cho cái tuôn này chưa có lúc cán. Thì cái chưa có lúc cán đó, nó ở trên này nè, nó sẽ dễ làm bị tuôn cái đầu ốc, rất là dễ tuôn luôn. Cái tuôn này cong rồi thì mình sẽ đổi cái tuôn khác. Đó thì một phần cũng là do cái chất liệu cái tuôn này nó hơi mềm nữa. Đó thì các bạn sẽ đổi cái tuôn khác, hoặc là các bạn mua cái tuôn ngôi sao ba cánh này cho mình nè. Cái đầu thì cái ốc cơ bản của dây platin đó là cái ốc đầu số 4. Đó thì các bạn cứ ra là mua cái này có đầu số 4 cho mình. Đó thì vặn bằng cái này ha. Còn cái này là mình dùng cái tuôn của Fly Eagle luôn. Thì cái tuôn này chất liệu nó cũng như cái tuôn hồi nãy thôi. Nhưng mà bây giờ mình sẽ giải quyết, tức là mình sẽ cho nó lúc cán vào nha các bạn, cho vào sâu hết cỡ rồi. Rồi thì các bạn sẽ nắm tay nè, cho tay vào nha. Thì do các bạn dặn không đủ lực, các bạn cứ đè đó, nó bị cong tuôn ha. Thì một phần đó là do cái tay nắm của cái tuôn này nè nó ngắn quá, các bạn dặn các bạn sợ đau đó. Thì các bạn có thể lúc mà các bạn vặn mà để cho nó đủ lực thì có thể kiếm một cái khăn hoặc là cái vớ như vậy nè, đó để nó không bị đau tay ha. Đó rồi tay cái này, cái tay của các bạn nè, nắm vào bánh hoặc dậy sao cho chắc nè. 1 2 3 dùng hết lực ha. 1 2 3 là mình phải dùng hết lực đẩy ra đó, nghe cái cạch một cái là nó ra. Chứ các bạn không có được đè từ từ ha. Khi mà thấy cứng quá mà đè hoài là nó sẽ bị cong tuôn và các bạn phải đổi cái tuôn mới thôi. Đó thì với cái tuôn Fly Eagle này thì mình đã dặn được cái con ốc cứng ha. Đó, hoặc là dùng cái tuôn này là chắc nhất. Nó vừa cái tay của mình đó các bạn. Và nó cái chất liệu nó cũng cứng hơn thì nó sẽ không bị hư. Rồi nhớ cho mình là đúc lúc cán nha các bạn. Đó thì mình chỉ lưu ý như vậy thôi. Thì ngày trước thì mình có một cái cách mà anh em thường truyền nhau á, là khi mà cứng quá đó thì sẽ dùng một cái frame ha, dùng một cái frame dày dư ra cho vào. Các bạn sẽ cho cái đầu tuôn này vào cái frame nè. Ở đây nó đang gắn bánh ha, mình chỉ ví dụ thôi. Đó mình cho vào rồi mình dùng cái frame đẩy nó ra thôi. Đó, thì cái này mình làm biến mở rồi các bạn ơi. Thì các bạn có thể thử cái cách này ha, dùng cái frame nè cho vào để cho cái thế mà mình vặn nó sẽ mạnh hơn. Đó, mình đẩy ra. Và đó là một số mẹo vặt mà mình muốn chia sẻ cho các bạn, hy vọng nó sẽ hữu ích cho các bạn. Và nếu mà thích thì nhớ like và subscribe kênh của Rolex nhé. Mình là Huy Quách, xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Còn bây giờ thì chốt thôi.